Rồi cả nhà mình để lại tắm một tuần mình sử dụng tắm giùm em 2 lần thôi nha mấy chị ơi. Thấy không quý vị, thấy không? Khi mình xà cái mặt mình ra nó sáng liền, nó trắng liền cái gì nha, trời ơi nó trắng liền. Rồi lát quý vị nghĩ coi tối cái mình đánh kem vô vậy, trời ơi nó ăn cái mặt mình mà nó sướng lắm nha quý vị nha. Mua nó quá cực vậy kỳ mua sướng luôn, quá em nói mua. liền, mấy chị mình xài là không có hề bị hối hận đâu mấy chị ơi. 490.000 nói chung là cái nó cũng vừa túi tiền đúng không mấy chị? Mà em nói gì cái này nó xài mặt được, em xài mặt cho gì coi là gì biết nó tốt như thế nào quý vị. Nó ship qua Paris, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan, nguyên liệu 100% từ Hàn Quốc quý vị nha. Sản phẩm ASEAN Skin, sản phẩm em đang sử dụng. Chính vì cái chai nó hơi đen xíu, chai nó hơi xấu xí xíu, thì mọi người mua được cái chai đẹp hơn nhau gì nha. Nha, nó rất là hay cũng như là hiệu quả, nó không châm chích nhau gì nha. Sản phẩm này tắm cho body, nhưng mà ngày hôm nay sẽ thoa lên mặt cho gì coi để cái sự mà tác dụng của nó cũng như là cái độ bền và độ trắng của nó nhau gì nha. Và bên đây có bán sản phẩm ta nói sữa tắm hàng ngày cũng như là kem body ban đêm cũng như là kem body ban ngày luôn. Tất cả những sản phẩm là 490.000. Phẩm này nó rất là hiện đại luôn nha mấy chị nha, đặc biệt là không cần phải pha trộn gì nữa hết mấy chị ơi, chỉ cần mua về và xịt trực tiếp lên những cái chỗ nào mà mấy chị muốn trắng là mình xịt lên thôi nha mấy chị ơi. Rất là trắng nha chị nha, xài cực kỳ im luôn mấy má ơi, da ai mà đen là xài là hú hồn nha mấy má nha. Nhanh tay lẹ chân sử dụng giùm cho em một chai đám trắng anh ơi hả, cho xin giá nhà một chai là 490.000. Thì còn chần chờ nữa, chai dưỡng ban đêm cũng có và dưỡng ban ngày cũng có, và đặc biệt là chai dưỡng ban ngày có chất chống nắng trong đó gì nha. Còn chai dưỡng ban đêm sẽ cung cấp collagen cũng như là độ ẩm cho da, cung cấp rất là nhiều cái vitamin cho da những gì nha. 490k những gì nha. Thì bây giờ nhanh tay lẹ chân đi mấy má ơi, còn chai nào nữa Quỳnh ơi, nó hết rồi. Đạt ơi, đâu một kia lệnh chị Trang thế Đạt ơi. Dạ bên đây là kem body và dưỡng ban đêm và dưỡng ban ngày đều đồng giá như nhau là 490k hết cho mấy chị nha. Đặc biệt cũng cái kia dưỡng kem body ban ngày là nó có chất chống nắng cho cả nhà mình luôn nha cả nhà ơi. Dạ rồi, cả nhà mình đang đặt hàng đó là số điện thoại giùm em. Em nói thiệt luôn là 490k, nhưng mà mình sử dụng được 2 tháng một chai, nó rất là to nha mấy chị nha. Rồi cả nhà mình ơi, để lại số điện thoại giùm em. Để lại số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân xe cái chim sim cái tre giùm cho em những gì nha. Rồi để số điện thoại giùm cho em, cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại những gì nha. Đây là cái công ty lớn những gì nha, cái này em không có cần ra hàng nhiều gì hiểu không? Nó chỉ KMBA sản phẩm thôi mà nó tốt lắm quý vị, thiệt sự nó tốt lắm. Dạ. Dạ rất là trắng luôn, đặc biệt của cái sản phẩm này có thể tắm mặt được luôn nha mấy chị nha. Rất là trắng luôn mấy chị ơi. Hồi đó da mặt em đen lắm, nhưng mà từ khi sử dụng cái sản phẩm này là da mặt em cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi. Dạ ok những gì nha, tự tin mặt đồ má, nhiều khi mình sức lên cái mặt chúng ta đánh kem phấn nó ăn lắm quý vị, mặt chúng ta không có đẹp, nó đẹp như vậy nha, nó sáng lên mình lên. Nhiều khi những sản phẩm khác em like tắm trắng, ví dụ sản phẩm bình dân cũng được, nhưng mà em tắm cái tay của em thôi, em không có xài mặt của em. Nhưng mà riêng cái sản phẩm cực kiểu kê, không châm chích như vậy nha, không châm chích, không dị ứng, không gây ngứa luôn mấy mẹ ơi. Mua một bộ là với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tại tế bào chết trị giá 490.000, sẽ được free ship trên like của anh Lâm luôn nha cả nhà ơi. Không hề ăn nắng, không hề ăn nắng như vậy nha. Không hề ăn nắng mấy chị ơi, tại vì em đã sử dụng nay được mấy tháng rồi, hồi đó da em nó đen lắm mấy chị ơi, nhưng mà từ khi mà em sử dụng cái này rồi là cực kỳ tự tin luôn nha mấy chị nha. Da trắng thì mặc đồ nó mới đẹp đúng không mấy chị ơi? Dạ cái này xuất vô nó hơi dơ xíu như gì nha, nhưng mà mọi người ơi, sau khi mình xà cái mặt mình ra trời nó con nó trắng lắm mấy má ơi. Mày nó rất là mịn mấy chị ơi, khi mà mình kể chị mình tắm mặt xong á, là mình tắm xong khoảng để 15 đến 20 phút thôi là cả nhà mình, khi mà mình lấy bông gòn nha mấy chị nha, lao ra là da mặt cực kỳ trắng và cực kỳ mịn luôn. Nhưng mà đặc biệt cái những chị nào mà chuyên về make up hay make up nhiều là nó thẩm thấu với làn da, nó ăn phấn cực kỳ luôn nha cả nhà ơi. Trời đất ơi, nhanh tay lẹ chân ở đâu, ở đâu cái chương trình mà khuyến mãi mình dễ thương như thế này. 490k của chai trà bá lửa, mình xức vô tao đó nhiều khi cầm mà tưởng cái bình thủy luôn. Dạ rồi, một bộ là với giá là 1.470.000, một bộ là gồm một tắm trắng một bước và sữa tắm trắng hàng ngày, và gồm hai chai kem body ban đêm và ban ngày nha cả nhà ơi. À, anh bán nhiều sản phẩm quá. Dạ đúng rồi gì ơi, bán sản phẩm nhiều lắm nhưng mà tốt không nhau gì nha. Cực kỳ ok, nam nữ đều xài được gì thấy không? Trời ơi nó hồng trắng đấm. Những bạn nam là mình nên sử dụng cái tắm trắng một bước chứ kèm theo cái kem body dưỡng ban ngày là được rồi mấy bạn nha, là nó chống nắng cho mình luôn. Ôi, thấy không? Mà da nó bật tông cực kỳ, bữa này da mặt cũng không sao nha mấy má nha. Ồ đẹp trai hả? Trời nó có em này, em đẹp trai hú hồn như gì nha. Ôi đẹp trai khổ quá. Gì? Nó đẹp trai nhất đời. Cái sản phẩm này là của Hàn Quốc là có giấy công nhận hết rồi, cho nên chị an tâm nha, không hề có tác dụng phụ gì hết đâu gì nha. Khi mà mấy chị tắm ra khoảng để khoảng 15 đến 20 phút giùm em nha. Lấy bông gòn lao nha mấy chị ơi, rất là bông gòn lao nha. Em không có điều kiện em mua khăn này không có bông gòn nha gì nha. Ủng hộ giùm cho em. Dạ em là thuộc dạng da em không có dưỡng nhiều vậy, không dưỡng nhiều. Em có sao em xài vậy dạ. Ê. Rồi cả nhà mình đã lại tắm một tuần là mình sử dụng tắm giùm em 2 lần thôi nha mấy chị ơi. Thấy không quý vị, thấy không? Khi mình xà cái mặt mình ra nó sáng liền, nó trắng liền cái gì nha. Trời ơi nó trắng liền. Rồi lát quý vị nghĩ coi tối cái mình đánh kem vô vậy, trời ơi nó ăn cái mặt mình mà nó sướng lắm nha quý vị nha. Mua nó quá cực kỳ mua sướng luôn. Quá em nói mua. Thiệt, mấy chị mình xài là không có hề bị hối hận đâu mấy chị ơi. 490 ngàn nói chung là cái nó cũng vừa túi tiền đúng không mấy chị? Mà em nói gì cái này nó xài mặt được, em xài mặt cho gì coi là gì biết nó tốt như thế nào quý vị nó. Dạ bình thường đó là em like quý vị, em like rất là nhiều sản phẩm như gì nha. Nhưng mà đối với sản phẩm mà tao nói giá cao như vậy thì khó người mua, nhưng mà gì biết không? Cái sản phẩm người ta mua nhiều lắm quý vị, người ta không có tiếc tiền quý vị. Dạ. Bởi sao nó tốt quá quý vị, nó tốt quá, nó trắng quá quý vị. Cái
bạn khi mà cả nhà mình đặt trên like của anh Lâm thì sẽ được free ship trong ngày hôm nay nha cả nhà ơi. Em ơi, nó không, nó bào mòn, bà nào anh cũng dám xà lên mặt của anh em ơi à. Bộ gồm mấy loại em ơi? Dạ, một bộ là gồm 4 chai, có nghĩa là một chai tắm trắng một bước cho chị nè. Rồi một chai sữa tắm trắng hàng ngày cho chị luôn. Nói chung là cái này là sữa tắm á chị, nhưng mà nó là cái tinh chất trong đây là dưỡng trắng cho chị luôn nè. Với lại hai chai kem body, một chai kem body ban đêm và một chai kem body ban ngày nha chị nha. Nhưng mà đặc biệt khi chị mua một bộ với giá 1.470.000 thì chị sẽ được tặng chị một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và được free ship nha chị ơi. Đây, tức là một ngày dân chúng nó hỏi em nè, vậy dân chúng nó hỏi em nè, nó anh ơi một bộ nha, em muốn mua sản phẩm tắm trắng em dòng của Hàn Quốc Ý nó đó đó, chị cho em hỏi tắm trắng than tre đó, hỏi cái gì mà ngày nào cũng hỏi mấy má, em muốn sản phẩm tắm trắng đây 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 gì coi nè, em muốn mua một ủ trắng, ngày nào cũng ủ trắng, em muốn mua một ủ trắng anh ơi nè, còn gì nữa nè, còn tắm trắng không ạ, à? Alo còn than hoạt tính không anh Nam Long, ok tắm trắng đi ạ, à. Nè quý vị coi nè, trời đất ơi, một ngày em nói em mệt mỏi nè quý vị coi đã, comment mà comment một tên tắm trắng ở nhà chị giá bao lâu luôn vậy, nhanh tay lẹ chân như vậy nha, đây nè coi nè, đờ đó coi, lấy em một chai tắm trắng đi ạ, à. Rồi trời ơi cho một chai tắm trắng, trời mệt luôn mấy má, mệt chứ mấy má nè, con nó chụp hình hai vợ chồng em, nó inbox cho hai vợ chồng, hai vợ chồng em phim 12 giờ đêm mà tao nói nó vẫn làm phiền tụi em. Đây em ơi, một kem tắm trắng này em bán nó ngon không quý vị, ê nếu mà em bán thì chắc vợ chồng em giàu rồi, mà cái này em không có bán mới chết chứ, mà nó mua như vậy nè, em tâm trần em tắm trắng nè quý vị coi nè, mà em kéo xuống như một con điên, em muốn mua chai tắm trắng tan tre Hàn Quốc, có gì em gửi địa chỉ nha, thì mệt mỏi đó nè, nó chụp hình nữa nè quý vị ơi, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế thì làm sao có thể sống nổi, gửi một chai tắm trắng cho chị nhé, đường Ba Phú Hòa Bình Dương đó, cứ tối ngày bây giờ nó người ta hỏi em thì nhiệm vụ của em like thì em phải xin số người ta đúng không quý vị, rất là mệt đúng không quý vị ơi, coi nè nó không có trách nhiệm vụ người, người ta có cái chuyện ta like xong ta im luôn đi, còn em cái tâm lý cái sinh lý gì cái tâm của em là em phải hỏi số điện thoại đó bốn nè, em phải tư vấn người ta nè, kích trắng Hàn Quốc bao nhiêu, em phải trả là 490k, em ngủ trưa một xíu là em phải check inbox em hỏi rồi nó tư vấn quý vị thấy không nè, cho em một chai tắm trắng trời đó cơ nè quý vị coi, một chai tắm trắng nha quý vị coi nè, em gửi cho nó ngày đêm nó hỏi mà em mệt luôn quý vị, cái này coi là hai vợ chồng em một chai tắm trắng, một chai tắm trắng hoài, skin nó còn chụp cái màn hình rồi skin sợi rồi nó gửi cho em quý vị thấy không, đó đâu phải là em sung sướng gì đâu, khi mà em live stream xong như vậy thì em phải ngồi em coi như vậy nè, việc tin banh cho em một chai, nhưng mà em vẫn làm, bởi vì sao cái tâm của em bán một chai tắm trắng, một chai body ban đêm, tổ 3 xã Minh Tân huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai nè, không có thời gian ăn uống đâu, vậy biết tới sản phẩm tốt thế nào, trời ơi quá trời, trời ơi một tháng quý vị thấy không, trời có đơn nè quý vị đó, quý vị thấy không đó, quý vị coi nè, rồi thôi giờ thời gian cũng đã hết rồi giống gì nha, và lời cuối cùng xin gửi đến tất cả cô chú tất cả anh chị lời chào và chúc khỏe chào chồng nhất.